Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Kính thưa quý vị, một quan chức Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm nay cho Reuters biết nước này sẽ hứng chịu thêm một tuần mưa xối xả nữa trong bối cảnh mực nước tại 33 con sông tăng lên mức cao nhất trong lịch sử. Trong một cuộc họp báo ngắn hôm nay, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân thừa nhận 433 con sông tại Trung Quốc và hồ nước ngọt lớn nhất nước này, Hồ Bà Dương, đều ghi nhận mực nước vượt mức cảnh báo kể từ khi mùa lũ bắt đầu. Giai đoạn phòng chống lũ lụt quan trọng vào cuối tháng trước đến đầu tháng này, tình hình hiện tại vẫn rất ảm đạm trên các lưu vực sông Dương Tử và Thái Hồ. Các vành đai mưa lớn đã trút xuống miền Trung Trung Quốc sắp tới sẽ chuyển hướng về phía Bắc, ông Diệp nói. Lượng mưa trung bình đang ở mức cao nhất kể từ năm 1961. Cuối tuần trước, Bộ Khẩn cấp Trung Quốc thống kê 141 người đã chết hoặc mất tích, gần 38 triệu người bị ảnh hưởng và 28.000 ngôi nhà bị phá hủy, thiệt hại kinh tế vào khoảng 60 tỷ nhân dân tệ, tương đương 8,57 tỷ đô la Mỹ. Các cơ quan kiểm soát lũ lụt trên toàn lưu vực sông Dương Tử cũng ban bố cảnh báo đỏ đối với các khu vực đông dân cư như Hàm Ninh, Cửu Giang và Nam Xương. Các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất do lũ lụt bao gồm Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam ở miền Trung An Huy, Chiết Giang và Giang Tô ở phía đông, siêu đô thị Trùng Khánh. Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi chính quyền ở các khu vực bị ảnh hưởng cùng với Quân Giải phóng Nhân dân PLA tham gia giải cứu và tái định cư cho người dân. Cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc cho biết miền Trung và miền Đông sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lũ trong những ngày tới. Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn lời Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia hôm nay nói rằng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy xây dựng 150 dự án thủy lợi mới, tăng khả năng lưu trữ nước để kiểm soát lũ lên 11 tỷ mét khối và khả năng cung cấp nước hàng năm thêm 46 tỷ mét khối. Đáng chú ý, theo dữ liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp đã chạm mức 163,2 m, cao hơn 16,7 m so với mức cảnh báo. Trung Quốc lại đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực phía Bắc trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục chuyển hướng. Trung Quốc chuẩn bị bước vào giai đoạn ngăn chặn và kiểm soát lũ lụt quan trọng vào cuối tháng trước và đầu tháng này. Theo dự đoán, mưa lớn sẽ di chuyển về phía Bắc và sông Hoài cũng như sông khác ở phía Bắc, nhiều khả năng hứng chịu những trận lũ nghiêm trọng ở một số khu vực nhất định. Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Yan Chun cho biết hôm nay. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc Yang Gongguang cho biết cảnh báo lũ đã ban bố đối với 433 con sông khắp nước kể từ khi mùa lũ bắt đầu, trong đó có 33 con sông ở mực nước dâng cao chưa từng thấy. Cũng theo ông Yang, mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của 141 người, gây ảnh hưởng đến đời sống của hơn 38 triệu cư dân tại 27 tỉnh và gây thiệt hại kinh tế lên đến hơn 61 tỷ nhân dân tệ. Theo báo The Guardian, đợt mưa lũ thất thường lần này cũng đã đẩy hàng triệu người dân Trung Quốc vào tình trạng vô gia cư. Nhiều người đang lo sợ họ có thể phải đối mặt với thảm họa lũ lụt từng khiến hơn 3.000 người thiệt mạng vào năm 1998. Giới chức tỉnh Giang Tây, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đã ban bố các biện pháp chống lũ thời chiến sau khi nước Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất nước, dâng lên mức cao kỷ lục 22,53 m. Hơn 400.000 người tại tỉnh Giang Tây đã được sơ tán để tránh lũ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua hối thúc chính quyền địa phương triển khai các biện pháp hiệu quả và quyết liệt hơn để chống lũ. Động thái này nêu bật mức độ nghiêm trọng của tình hình mưa lũ tại Trung Quốc lúc này. Hàng nghìn binh sĩ đã được triển khai đến sông Dương Tử để đắp đê và đào kênh thoát nước. Chính phủ Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch sơ tán người dân ra khỏi những khu vực dễ bị lũ tấn công. Theo trang Bloomberg, giới chức Trung Quốc đang chịu sức ép để đảm bảo lũ lụt không hủy hoại đến tiến trình phục hồi kinh tế của đất nước sau thời gian bị trúng đòn đại dịch COVID-19. Ưu tiên của Trung Quốc lúc này là theo dõi sát sao những con đập ở hạ nguồn sông Dương Tử và Hồ Thái Hồ, cũng như những khu vực nguy hiểm. Theo hãng tin AP, khu vực sông Dương Tử tính đến thời điểm hiện tại đã hứng chịu lượng mưa cao thứ hai kể từ năm 1961. Truyền thông Trung Quốc đưa tin sự việc xảy ra vào sáng nay và quan chức tử vong là ông Thư Minh Trí, chủ nhiệm Trung tâm Dịch vụ Nước khu vực Tân Trùng thuộc quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ông Thư, 67 tuổi, bất tỉnh khi đang ra cố bờ cho một hồ. Sau đó, ông Thư được đưa đến bệnh viện và xác định nguyên nhân tử vong là do xuất huyết não. Ông Thư đã làm việc suốt hơn 30 ngày không ngừng nghỉ nhằm nỗ lực canh gác những con đê ở Vũ Hán trong cuộc chiến chống lũ ở thành phố. Một người nói với trang Sohu rằng ông Thư định sẽ đi khám bệnh sau mùa lũ,
nếu như người dân Vũ Hán được yêu cầu ở nhà trong quãng thời gian chống dịch, thì trong cuộc chiến chống lũ lụt, người dân đã tình nguyện tham gia tuần tra đê kè, liên tục cảnh giác về tình hình nước lũ trên sông Dương Tử. Theo chính quyền thành phố Vũ Hán, ước tính hiện có khoảng 30.000 người tình nguyện tham gia tuần tra các tuyến đê mỗi ngày ở địa phương này. Ông Trần Quế Á, phó kỹ sư thuộc Ủy ban Thủy lợi Trường Giang cho biết, mực nước của sông Trường Giang tại Vũ Hán vẫn sẽ trên mức cảnh báo trong khoảng 10 ngày tới. Ông Trần dự báo, nếu không có thêm lũ lụt hoặc tình huống bất ngờ ở thượng nguồn, mực nước trên sông Trường Giang đoạn chảy qua Vũ Hán sẽ giảm xuống còn 27,3 m. Các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất là Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam thuộc miền Trung Trung Quốc, An Huy, Chiết Giang và Giang Tô ở phía Đông và Trùng Khánh ở phía Tây Nam. Cơ quan chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán tỉnh An Huy đã ra lệnh người dân gần khu vực ven sông ở 5 thành phố An Khánh, Vu Hồ, Trì Châu, Đồng Lăng, Mã An Sơn di tản. Cục khí tượng Trung Quốc dự báo 2 ngày tới, khu vực hạ lưu Trường Giang sẽ vẫn có mưa lớn, đặc biệt là khu vực thượng lưu Trường Giang trong tuần tới tiếp tục có mưa lớn và nguy cơ thảm họa cao. Mực nước trên toàn nhánh sông chính của sông Trường Giang thuộc khu vực tỉnh An Huy tiếp tục vượt mức cảnh báo, dự báo trong 1-2 ngày tới, các trạm kiểm soát chính dọc sông sẽ tiếp tục xuất hiện đỉnh lũ, bộ phận đảo Giang Tâm và đê Ngoại Than đối mặt với sự đe dọa của nước lũ. Theo phân tích sơ bộ của các chuyên gia tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia, sự nóng lên toàn cầu là một lý do chính cho sự bất thường của mưa trong năm nay. Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc Tống Liên Xuân cho biết, các quan sát cho thấy sự nóng lên toàn cầu dẫn đến sự xuất hiện thường xuyên của các hiện tượng thời tiết và khí hậu khắc nghiệt, trong khi Trung Quốc nằm trong khu vực nhạy cảm của biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, đợt mưa xối xả trút xuống tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc gây lũ lớn, khiến ít nhất 15 người chết và hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Những cơn mưa lớn bắt đầu từ ngày đầu tháng, khiến nước sông Hồ dâng cao đáng kể. Chính quyền tỉnh Hồ Nam hôm nay cho biết, tính đến ngày hôm nay, 15 người đã thiệt mạng, 3 người mất tích, 286.000 người phải sơ tán và hơn 2.700 ngôi nhà bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng do mưa lũ. Toàn tỉnh đang tích cực ứng phó và nỗ lực hết sức để ngăn chặn thiên tai. Thông báo của chính quyền tỉnh Hồ Nam cho hay, đợt mưa lũ ảnh hưởng đến hầu hết tỉnh Hồ Nam. Xinhua dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết, 1,79 triệu người đã bị ảnh hưởng, song không cung cấp thông tin chi tiết. Giới chức đã chuyển lều, giường cấp, thực phẩm và quần áo đến các khu vực bị ảnh hưởng, Xinhua cho biết thêm. Theo chính quyền tỉnh Hồ Nam, đây là đợt mưa lớn nhất và dài nhất kể từ đầu năm. Lượng mưa ở tỉnh này đã tăng hơn 20% trong năm nay so với mức trung bình. Đặc biệt, lượng mưa cao gấp đôi so với những năm trước. Thiệt hại do đợt mưa lũ ước tính lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 600 triệu đô la Mỹ. Hơn 800.000 dân từ 80 huyện ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi những trận mưa xối xả và lũ lụt gần đây. Lũ lụt khá phổ biến ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc, nơi những trận mưa lớn thường diễn ra vào mùa hè. Năm ngoái, Trung Quốc đã trải qua trận lũ tồi tệ nhất trong một thập kỷ, khiến hơn 300 người thiệt mạng, trong đó thành phố Trịnh Châu hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Các chuyên gia tin rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu có thể trở nên tồi tệ hơn vì biến đổi khí hậu do con người gây ra. Thưa quý vị, tính đến 17 giờ 15 phút ngày hôm nay, 24 người đã được cứu khỏi thảm họa lở đất ở Xu Trang, Quý Châu, trong đó 11 người sống sót, 13 người thiệt mạng và 32 người vẫn mất tích. Trụ sở cứu hộ khẩn cấp về thảm họa sạt lở đất thảm khốc ở Xu Trang, Quý Châu tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ hy vọng nào và sẽ nỗ lực hết sức để làm tốt công việc tìm kiếm và cứu hộ nhân viên. Sau khi nhận được báo cáo, Hoàng Minh, bí thư đoàn lãnh đạo đảng của Cục Quản lý Khẩn cấp và Sun Hoang San, lãnh đạo bộ phận, lãnh đạo lập tức chạy đến trung tâm chỉ huy của bộ, kết nối trực tiếp với video hiện trường tiếp tục điều động, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Ông Hoàng Minh yêu cầu, theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, chúng ta nỗ lực hết sức mình để tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa những người bị thương, kiểm tra số người mất tích càng sớm càng tốt, hạn chế tối đa thương vong. Chúng ta phải tăng cường quan trắc địa chất, khí tượng để đề phòng thiên tai thứ cấp và đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ. Tất cả các địa phương phải rút ra suy luận từ trường hợp này đến trường hợp khác, thực hiện chuyên sâu công tác phòng chống thiên tai như lốc xoáy, sạt lở đất, sạt lở núi. Cục Quản lý Khẩn cấp đã khởi động ứng phó khẩn cấp trong đêm và cử Thứ trưởng Zheng Gongguang dẫn đầu một nhóm công tác chung với Bộ Tài nguyên đến hiện trường để hướng dẫn và hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác xử lý. Yao Ki Quang, điều phối viên chung của địa điểm cứu hộ và cứu nạn, đồng thời là thẩm phán quận Su Trang, cho biết công tác cứu hộ hiện đang được tiến hành một cách có trật tự, công tác tìm kiếm và điều trị nhân viên đang được tiến hành hết sức khẩn cấp. Những người tái định cư sẽ được chuyển đi và tái định cư hợp lý.
chúng tôi tuyển chọn những cán bộ thôn bản có năng lực công tác và thành lập các tổ nhỏ, mỗi tổ 3 đến 4 người chịu trách nhiệm về một gia đình bị thiên tai, Yang Ki Quang nói. Phóng viên thấy hiện trường cứu hộ có gần 1.000 lực lượng cứu hộ từ phòng cháy chữa cháy, mỏ, y tế, cấp cứu, giao thông đang nỗ lực hết mình để thực hiện cứu hộ cứu nạn. Leng Bei-yuan, phó đội trưởng đội cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn kiêm giám đốc cục quản lý khẩn cấp Li Panshui cho biết anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng và sẽ làm hết sức mình để làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn và điều trị những người bị thương. Tính đến 6 giờ ngày hôm nay, 247 sĩ quan và chiến sĩ từ đội cứu hỏa và cứu nạn tỉnh Quý Châu, 257 người từ 9 đội cứu hộ bom mìn và 56 người từ đội cứu hộ đường hầm Quý Dương đã đến hiện trường cùng với chó tìm kiếm cứu nạn và máy dò sự sống để thăm dò. Sau khi đội cứu hộ đến hiện trường lập tức tiến hành thẩm định vị trí, bố trí khu vực cảnh báo, chốt bảo vệ, chia hiện trường thành 5 mũi cứu nạn, đồng thời tiến hành cứu hộ, cứu nạn bằng các phương tiện đào, phá và hỗ trợ từ mái nhà. Cầu mong người dân vùng thiên tai có thể vượt qua khó khăn, các thành viên trong đội cứu hộ có thể trở về đội kịp thời, không còn thương vong. Điều tra kỹ lưỡng các nguy cơ tiềm ẩn, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm, tăng cường công tác phòng chống thiên tai, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm công việc, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.